Tập 32. Anh có biết cô Lý đi đâu được không? Cô ấy chỉ đi tìm trang phục, sau đó không thấy đâu nữa. Điện thoại cũng không nghe. Sơn Nguyệt, có khi nào đã đến khách sạn lấy trang phục được không? Tôi về xem thử. Tôi nói với họ một chút. Vâng. An Cảnh Chiêu, lâu rồi không gặp. Sơn Nguyệt đang ở đâu? Ông làm gì Sơn Nguyệt rồi? Người muốn cô ta sống thì phải nghe ta. Ông nói đi. Lấy thiên thạch, đến công viên giải trí gần đó tìm ta. Ta sẽ đưa cho ông thứ ông muốn. Nhưng nếu ông dám làm hại Sơn Nguyệt chút nào, ta đảm bảo cả đời này ông sẽ sống không bằng chết. Được. Sơn Nguyệt, đứng lại. Anh Cảnh Chiêu, anh đừng tin hắn. Đừng tới đây. Đừng sợ, ta đến rồi. Còn bước lên một bước nữa, cô ta sẽ rơi tan xương nát thịt đấy. Đừng. An Cảnh Chiêu, muốn cứu cô ta không? Đơn giản lắm. Ngươi chỉ cần chịu đòn, không đánh trả là được. Vô liêm sỉ. An Cảnh Chiêu, anh đừng tin hắn. Được, ta đồng ý với ông. Được, vậy tới đây đi. Ngươi hại ta mất hết tất cả, ở trong ngục chịu đủ hành hạ. Hôm nay ta phải trả lại hết cho ngươi. An Cảnh Chiêu, An Cảnh Chiêu. An Cảnh Chiêu, đánh trả đi. Còn không đánh trả anh sẽ mất mạng đấy. Thả Sơn Nguyệt ra, ta mặc cho ông xử trí. Thiên thạch đâu? Ngươi lắm mưu nhiều kế, ta làm sao biết được là thật hay giả? Ta sẽ không lấy tính mạng của Sơn Nguyệt ra đùa. Lão phu tạm tin ngươi. Đưa đây. Ông thả cô ấy ra trước. Thả cô ta. Được thôi. Đừng. An Cảnh Chiêu,
Nào, Sơn Nguyệt, An Cảnh Chiêu, An Cảnh Chiêu, An Cảnh Chiêu, ngươi xong đời rồi. Lần này ta đến là muốn giết ngươi và đưa Lý Sơn Nguyệt về Thượng Ngưu. Chàng trai của tôi, đừng đùa nữa. Đây không phải là mơ sao? Tôi tên là Lý Sơ Nguyệt. Thật ra tiểu nhân muốn làm người hầu của thiếu trang chủ. Vậy thì rất tốt. Thiếu trang chủ, sao huynh lại hại ta? Ta hại cô cái gì? Hại ta thích huynh. Nhắm mắt nào. Làm gì vậy? Chẳng phải vừa rồi cô nói muốn ôm sao? Lần này để tôi. Em chính là phu nhân của ta. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng vậy, vĩnh viễn là được. Ta là bé ngọt ngào, ta là bé ngọt ngào. Em đồng ý là bạn gái ta nhé. Anh không được làm bừa. Em sẽ giận đấy. Em giận thật đấy. Anh đừng tới đây. Em thật sự sẽ giận đấy. Sơ Huyền, ta nhất định sẽ cưới em. Chúng ta mãi mãi bên nhau, không bao giờ xa nhau. Cùng nhau lấp đầy nó từng chút một. Không được. 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 Một năm sau, chị về rồi à? Thế nào, ai cặp vui không? Không hổ là hố thiên thạch lớn nhất thế giới, chị xứng đáng có nó. Chị ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Chị không thể như thế được. Mẹ vẫn luôn rất lo cho chị. Chị rất ổn, đừng làm mẹ lo lắng. Đồ em mang về cho chị đâu? Đúng rồi. Chính là cái này. Chị biết không? Dấu vết của hố thiên thạch này là do một trận mưa thiên thạch để lại vào 50 triệu năm trước. Nhóm đam mê thiên văn cứ như ăn Tết vậy. Em nghĩ chắc chắn nó tràn đầy năng lượng. Em tuy biết là vô ích, nhưng chị có thể thử xem.
Không được. Không được. Không được. Không được. An Cảnh Chiêu, anh sẽ trở về đúng không? Anh không chết, anh chỉ biến mất thôi. Cô Lý, đúng là chúng tôi rất yêu thích ý tưởng sáng tạo của cô. Nhưng thiết kế bày ở tủ lần này đã kéo dài gần một năm rồi. Cô biết đấy, năm nào cũng có vô số nhà thiết kế muốn tranh suất này. Chúng tôi thực sự đã cố hết sức để giữ cô lại. Gây thêm phiền phức cho anh rồi. Sáng tạo thương hiệu của nhà thiết kế độc lập đúng là không dễ dàng. Đặc biệt là lần này hợp tác với Paris càng là một cơ hội hiếm có. Nhưng mà cô cứ lần nữa tiếp như vậy, e rằng sẽ khiến danh tiếng cô tích góp một năm nay bị mai một hết. Đến lúc đó e rằng... Cô Lý, xin lỗi, tôi có việc gấp, tôi đi trước đây. Xin lỗi anh. Bác Tài, làm phiền lấy nhanh một chút. Được. Một năm rồi, em chưa từng bỏ qua khoảnh khắc tiếng sấm vang lên nào. Tại sao vẫn không có tin gì của anh chứ? Em biết anh vẫn còn đó. Châu Nguyệt, lại là ảo giác. Mỗi lần đều là uống say mới có thể nhìn thấy anh. Lại là ảo giác. Lại là ảo giác. Alo, cô Lý. Sau khi suy xét cẩn thận, chúng tôi rất tiếc phải thông báo với cô, lần này không thể hợp tác với cô nữa. Mong là lần sau có cơ hội hợp tác với cô. Cũng tốt, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Đúng rồi, suýt là quên lời mẹ dặn. Mẹ bảo em nhất định phải đưa chị ra ngoài giải sầu. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ khấu trừ sinh hoạt phí của em. Vậy chúng ta ra ngoài ô cắm trại đi. Được. Chị, đến giúp một tay đi. Kéo bên kia hỏi em với.
An Cảnh Chiêu. Thực sự là anh sao? Chị sao thế? An Cảnh Chiêu, chị làm sao vậy? Chị ơi, chị không sao chứ? Không sao, chỉ là mệt quá thôi. Nghỉ ngơi tử tế, chú ý bồi dưỡng là sẽ khỏe. Dạo này trạng thái của nó không tốt, cứ luôn có mấy hành vi kỳ lạ. Tôi lo cứ thế này con bé sẽ không trụ nổi. Hiện tại về phương diện tinh thần không có vấn đề gì lớn. Người nhà nên bầu bạn và khuyên bảo nhiều hơn. Nếu vẫn không ổn thì đến khám khoa thần kinh đi. Tôi thấy không có vấn đề gì lớn. Bố, bố và mẹ về nghỉ ngơi trước đi ạ. Bác sĩ đã nói rồi, không sao đâu. Ở đây có con là được. Được. Đi thôi. Chị tỉnh rồi. Nào, chị nhìn thấy anh rể em rồi. Là thật. Hay là chị nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi. Là thật đấy, đầu óc chị rất tỉnh táo. Thực ra có khoảnh khắc em cũng nhìn thấy, nhưng em không chắc đó là anh rể. Em tưởng là người có thân hình giống anh rể. Dù sao anh rể cũng đã, chị chắc chắn 100%, đó chính là anh ấy. Vậy dạo này chị còn từng nhìn thấy anh rể của em ở đâu nữa ngoài trong mơ ra? Hôm đó ở nhà mà chị đã uống rượu, không nhớ rõ nữa. Vậy anh chị có nói chuyện không? Anh ấy chưa bao giờ nói chuyện. Mỗi lần chị chạm vào anh ấy đều sẽ biến thành không khí, giống như lúc anh ấy biến mất hôm đó vậy. Anh ấy trong suốt. Em biết rồi. Nhưng chị đừng kể những lời này cho bố mẹ thì hơn. Có lẽ họ sẽ không chấp nhận được. Ở nhà, công viên giải trí, chị đều nhìn thấy anh rể. Những địa điểm này đều là nơi bọn chị từng đến cùng nhau. Vậy cũng tức là anh ấy sẽ xuất hiện ở nơi bọn chị từng đến. Chị, không được. Tránh ra. Chảy máu rồi. Chị. Sao anh rể còn chưa đến? Đúng vậy anh rể. Em nướng thịt thơm thế này, anh còn không đến sẽ không được ăn đâu. Rõ ràng chị đã nhìn thấy anh ấy. Chẳng lẽ thần kinh chị có vấn đề, toàn là ảo giác? Không, em cũng tin anh rể nhất định sẽ quay lại. Người đầu tiên em rung động là ai? Em đã uống 2 lần rồi, không thể uống thêm nữa. Bây giờ ta muốn biết đáp án của em. Đáp án tất nhiên là thích anh. Lý Sơ Nguyệt, đồ ngốc này, vậy mà lại làm anh ấy buồn.
Chị, đêm khuya rồi, có thể hôm nay anh rể sẽ không đến đâu. Chúng ta về nhà trước đi. Đi thôi chị. Nếu chúng ta thật sự nhìn thấy anh rể thì rất có thể là một hiện tượng kiểu như khúc xạ. Khúc xạ? Không gian chúng ta sống là không gian ba chiều. Dòng thời gian không thể tiến hoặc lùi. Nhưng không gian trên không gian ba chiều thì lại khác. Thời gian giống như thanh tiến trình, có thể lựa chọn vị trí tùy thích. Anh rể chúng ta nhìn thấy chắc là anh rể ở một vĩ độ khác. Thế nên chúng ta chỉ có thể nhìn thấy anh ấy, chứ không thể tiếp xúc nói chuyện với anh ấy. Tức là anh ấy vẫn còn sống, chỉ là không ở không gian này. Rất có khả năng. Mặc dù lý thuyết về phương diện này vẫn chưa được chứng thực, nhưng có cơ sở khoa học. Vậy thời gian và địa điểm anh ấy xuất hiện có quy luật gì không? Trước mắt giải thích duy nhất là lựa chọn của bản thân anh ấy. Có thể anh ấy cũng đang tìm cách quay lại. Và dựa theo tình hình trước mắt, khoảng thời không anh ấy lựa chọn đều là nơi trước đây hai người từng đến. Vậy là anh ấy vẫn còn sống. Rồi có một ngày anh ấy sẽ quay lại phải không? Em nhớ đến một tọa đàm trước đây em từng nghe. Giáo sư nói, nếu lối đi thời không thực sự đã mở ra thì nhất định vẫn còn cách mở ra một lần nữa. Cảm ơn em. Cuối cùng chị lại thấy hy vọng rồi. Chị, em nghĩ có một việc em vẫn phải nói với chị. Đây là bức thư mới nhận được cách đây không lâu. Hôm đó trạng thái chị không được tốt lắm. Em sợ sau khi thấy thư chị sẽ mất kiểm soát, nên không dám đưa thư cho chị. Em xin lỗi. Cảnh Chiêu gửi vợ yêu Lý Sơ Nguyệt. Chúng ta viết cho đối phương một bức thư đi. Nội dung và thời gian nhận thư đều không được nói với đối phương, được không? Được thôi, rất thú vị. Chúng ta sẽ gửi thư đến tay cô theo thời gian chỉ định. Sơ Nguyệt, kỷ niệm một năm vui vẻ. Bây giờ chúng ta nhất định vẫn chìm đắm trong hạnh phúc. Em nhất định đã mở được triển lãm thương hiệu như mong muốn. Có lẽ chúng ta đã có con, nhưng những việc này đều không quan trọng. Ước mơ và mong muốn duy nhất của ta là ở bên em đời đời kiếp kiếp, cùng em ăn những bữa cơm hàng ngày, làm em cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Chúc ước mơ của ta thành hiện thực. Chị đừng buồn nữa. Em tin anh rể nhất định sẽ quay lại. Em nói đúng. Chị nhất định phải điều chỉnh lại trạng thái, sắp xếp mọi việc ổn thỏa, chờ An Cảnh Chi quay lại. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. A Thanh, công tử, bên ngoài có chuyện gì mà nhộn nhịp thế? Trong Hoa Lý Vợ đang tổ chức tiệc cưới, mọi người đều đến tranh bánh cưới, nói là xin ít giận may. Cũng chỉ có vậy thôi. Thành thân mà, như tục lệ. Nghe nói tân nương tử tướng mạo bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Người bảo ta còn có ngày thành thân không? Thực ra chỉ cần ngày muốn lấy thì có rất nhiều cô nương lúc nào cũng. Chưa nói họ đều nghĩ ta là người có tội. Không thành thân với ta, bản thân ta cũng không để mắt đến mấy người tầm thường đó. Vâng,
Thuộc hạ nói sai, nhưng một năm rồi, chắc Châu Nguyệt và Sơ Nguyệt cô nương phải quay lại rồi chứ. Sao ngươi lại quay lại? Công tử, công tử làm sao thế? Sao đầu đầy mồ hôi thế? Ta đã nhìn thấy An Cảnh Chiêu, thiếu trang. An Cảnh Chiêu quay lại rồi sao? Là ma, là ma. Công tử, có phải ngài nằm mơ không? Không, ta nhìn thấy rất rõ ràng. Vậy chứng tỏ An Cảnh Chiêu đã chết. Chết rồi sao? Không sao, Châu Nguyệt cuối cùng đã thành công. Châu Nguyệt sắp đưa Sơ Nguyệt quay về rồi. Thiên thạch của ta đâu? Ai trộm mất thiên thạch của ta rồi? Mau, đi tìm lại thiên thạch cho ta. Mau. Dạ, ta lập tức bảo người đi tìm. Sơ Nguyệt,
An Cảnh Chiêu. Thực sự là anh sao? Anh về rồi à? Từ từ thôi, từ từ thôi. Em chờ anh. Hôm nay ở phòng làm việc, chị nghe thấy anh rể em nói chuyện với chị rồi. Tuy chỉ gọi tên chị, nhưng mà chị rất vui. Thật sao? Đây đúng là một đột phá lớn. Anh rể nhất định đã gom góp không ít năng lượng. Thật không ngờ, hóa ra sinh tồn trong vũ trụ lại là một trò chơi, yêu cầu chúng ta không ngừng gom góp năng lượng để đổi lấy đồ vật. Chắc anh ấy sẽ quay lại nhanh thôi. Chị, nhờ chị một việc nhé. Chị ký tên giúp em đi. Tiếng Anh lại không đạt, nhưng em đạt điểm tuyệt đối môn vật lý. Sau này em là người sẽ đối thoại với vũ trụ. Tiếng Anh không đáng nhắc đến. Lần trước em trốn học cũng là chị che giấu giúp em. Chị làm thế là hại em. Tọa đàm lần trước trăm năm khó gặp, không thể vì một tiết học mà bỏ lỡ việc tìm hiểu vũ trụ chứ. Em còn phải sớm ngày cống hiến cho tổ quốc. Em chỉ muốn anh rể mau chóng quay lại. Em còn muốn đi thăm Đông Hoa. Nể tình em lo lắng cho chị sẽ ký tên cho em. Nếu lần sau còn thế này, em cứ đi tìm mẹ em đi. Xem chị nói kìa, tấm lòng em dành cho chị có trời xanh chiến giám. Thành thật đi. Chị yên tâm, em đảm bảo sẽ chăm chỉ học hành, không phụ sự kỳ vọng của chị đối với em. Vậy còn tạm được. Xem ra tối nay sẽ không đến rồi phải không? Em hơi buồn ngủ. Dạo này bận rộn việc trưng bày tác phẩm mới nên hơi mệt. Tuần sau triển lãm sẽ bắt đầu. Anh nhất định phải đến triển lãm xem em công bố tác phẩm mới. Anh nhất định sẽ đến phải không? Anh nghe thấy không? Ngủ ngon nhé, anh yêu. Phối màu vô cùng dễ chịu, rất thư thái. Tôi thích phong cách này. Phải. Thế nào, chúng ta qua bên kia xem thử đi. Được, bên kia vẫn còn. Anh xem nó đi đến như thế này. Xin chào. Xin chào. Trên khung quần áo trống này là một bộ lễ phục nam phải không? Phối cùng với bộ này. Phải. Cô làm thế này có ý nghĩa tượng trưng gì sao? Để lên tiếng ủng hộ phái nữ à? Không phải. Vậy cho hỏi ý nghĩa cô làm như vậy là? Đó là bộ đồ duy nhất người ta mặc đi mất rồi, thế nên không còn nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vâng, cảm ơn. Cô Kỳ, Sâu Nguyệt, chúc mừng cô đã có nhãn hiệu của riêng mình. Chuyện mà ý muốn đó quả là rất đáng tiếc. Không sao, đều qua rồi. Bộ lễ phục này đúng là rất đẹp. Vốn dĩ một năm trước đã phải tỏa sáng, cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội để mọi người được chiêm ngưỡng. Chị Kiều, cảm ơn chị vẫn luôn giúp đỡ tôi. Trong thiết kế của tôi còn có kinh nghiệm chị truyền đạt cho tôi đấy. Cô quá khen rồi. Tôi rất mong chờ hợp tác của cô. Cô Lý, cô đã sẵn sàng chưa? Cô làm việc trước đi. Cô chuẩn bị sẵn sàng chưa? Các khách mời và phóng viên đều đang nóng lòng chờ cô công bố tác phẩm mới đằng sau bức màn này. Chờ thêm đã, vẫn còn khách quý chưa đến. Nhưng mà qua thời gian lịch trình lâu rồi, có thể mọi người không thể chờ được nữa.
Cứ chờ thêm đi. Vâng. Chị đừng buồn nữa. Chuyện thời không vốn rất khó nói. Trước đây chúng ta đến Thượng Ngưu cũng phải chờ đến ngày mưa giông mà. Còn anh rể chắc hẳn xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới chậm trễ. Chị đừng lo. Chị biết rồi. Em về trước đi. Chị muốn ở lại một mình một lát. Chú ý an toàn. Đi đi. Theo dự báo thiên văn, mưa sao băng Odinit sẽ đi qua trái đất vào đêm nay. Mưa sao băng Odinit bay với tốc độ nhanh, số lượng nhiều, mà năm nay sẽ là năm mưa sao băng Odinit có số lượng nhiều nhất và sẽ duy trì trong thời gian dài, vô cùng thích hợp để quan sát. Đề nghị bạn quan sát ở khu vực thoáng đãng, cách xa đèn đường và các nguồn sáng khác. Sau đây xin hãy cùng theo dõi các bản tin khác của chúng tôi. Khu vực thoáng đãng. Châu Huyền, đừng. Anh đừng lại đây. Mỗi lần em chạm vào anh đều sẽ biến mất. Lần này anh cứ đứng yên đấy, để em nhìn thêm một lúc, được không? Sơ Huy, tao quay lại rồi. Tao quay lại rồi. Thực sự là anh sao? Là ta. Ta quay lại thật rồi. Ta đã nói ta sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên em. Sao anh không thay đổi gì thế? Một năm nay anh đã đi đâu?
Hình như ta bị mắc kẹt trong giấc mơ có em. Ta có thể nhìn thấy tất cả hồi ức trước đây của chúng ta. Ta cũng có thể nhìn thấy cuộc sống của em. Tất cả đều là em. Thế nên em nhìn thấy anh đều là thật. Là thật. Đều là thật. Thỉnh thoảng ta cũng có thể nhìn thấy em. Có lúc ta còn có thể chạm vào em. Sơ Nguyệt. Sau đó, An Cảnh Lăng đã phát điên. Ta lấy lại được thiên thạch từ chỗ An Cảnh Lăng, cộng thêm phần trước giờ em vẫn luôn giữ cho ta, nên cuối cùng lối đi đã mở ra. Em tin chắc anh nhất định sẽ quay lại. Vì chúng ta kêu gọi lẫn nhau nên mới có thể ở bên nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.